có đây em bán giá là 148 triệu nhá, là giá trả thẳng luôn nhá, chứ không có phải trả góp hay trả gì đâu ạ, trả thẳng luôn. Một mẫu xe Santa Fe máy dầu này, giá cực kỳ rẻ này. Nói chung là cái dòng này thì nó không có gì xa lạ rồi đúng không ạ? Một mẫu xe cực kỳ phổ biến nhá trên thị trường Việt Nam. Santa Fe máy dầu 148 triệu, giá cực kỳ hợp lý luôn. Cửa lốc này, đó, sàn rất đẹp, phần trần rất đẹp coi nhá. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem một mẫu xe nữa đây. Một con xe cơ bắp các bạn, cơ bắp luôn. Nói chung là cực kỳ cơ bắp nhá. Toàn bộ táp lô đây, táp lô còn khá mới luôn ạ, đẹp luôn ạ. Táp lô này đẹp thật ý các bạn, nguyên bản này. Trang bị cam hành trình này, màn hình này, được chưa? Túi khí nhá, đó, trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Một trong những mẫu xe gầm cao cơ bắp luôn, cực kỳ to, form nó to rộng. Lốp thì đẹp luôn. Đó, lốp còn tương đối đẹp này. Tất cả những phần trong này nó đẹp này các bạn. Đấy. Các bác thấy hay cho em xin một like nhá, một lượt chia sẻ, em cảm ơn các bác nhiều. Nói chung là dòng máy này, máy dầu thì nó kinh tế rồi. Hyundai Santa Fe, máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Con này sản xuất năm 2003 nhá, đăng ký lăn bánh lần đầu 2008 các bác nhá. Con này số sàn này. Đó. Cửa lóc đầy đủ này. Đây các bác nhìn cái form dáng bên ngoài nó mới to cơ. Nhìn nó rất là to xe luôn, nó cơ bắp. Vậy các bác nào quan tâm đến con xe này, liên hệ trực tiếp cho em là số điện thoại 0988 04 8888 hoặc 0926 836 686 ạ. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang các bác nhé. Ô, trang bị 4 quả mâm đúc nhá. Đó. 4 quả lốp còn tương đối đẹp và 4 quả mâm đúc. Có form dáng cực kỳ khỏe, xe cơ bắp nhá. Santa Fe 203 đăng ký lần đầu lăn bánh năm 2008 nhá. Máy dầu giá 148 triệu. Đây địa chỉ em đây, Yên Dũng Bắc Giang đây. Đây là cửa hàng em. Có địa chỉ tại Yên Dũng Bắc Giang ạ. Tất cả xe bên bán ra có cam kết cho bác bằng văn bản đầy đủ nhá. Nên các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Sau đây mời các bác của em xem phần khoang máy động cơ. Hộp hành hành không nhá. Rồi em phải cắt video đi, tại vì có các bác trong kia, bác ấy nhận xe. Đây cọc xe ở trong Nam. Ở trong Nam cọc xe để cắt máy đi em nghe các bạn. Đó. Cái này máy dầu nhá các bác nhá. Turbo rất khỏe luôn. Máy dầu thì lỗi này thì khá êm rồi. Nói chung là em bán giá cho bác là hợp lý ạ. Máy móc em kiểm tra ngon lành hết rồi nhá. Các bác mua về giờ là sẵn dùng thôi, không phải làm gì nữa đâu. Vâng, đó là tổng thanh xe Santa Fe các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.